Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một đĩa bánh. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Đây giống như là món quà tình yêu đó các bạn. Đây là những viên sô cô la này. Tầm màu nâu. Ok, mình sẽ tìm nhìn mình tô một tí.
vậy là chỉ với ít phút mình các bạn đã xem bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.